Thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị thấy một cái đứa em nó chạy theo người chị thì nó cứ la làng lên hoài: chị ơi đừng bỏ em, đừng bỏ em. Thì cô chú anh chị biết là nhà tới 7 người con, thì cô chú thấy chạy gì đó, thấy xót không cô chú anh chị? Đoạn đường chạy nãy giờ là gần 200 thước mà bé cứ chạy ngược theo xe hoài: chị ơi đừng bỏ em, đừng bỏ em. Cô chú anh chị thấy cảnh này rồi quay phim hết nổi luôn, cái gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn luôn cô chú chị, rất là khổ luôn. Cộng thêm cái nữa là quá trời đông người, gia đình mà tới 7 người con mà nhỏ nhỏ gì không, cô chú anh chị. Hiện nay là cha của bé là đang ngoài biển khơi, là chưa vô trong bến được nữa. Còn người chị thứ hai là tới bây giờ luôn chưa hay em mình đã mất nữa cô chú anh chị. Tại vì là hoàn cảnh nghèo khổ rồi, không có điện thoại mà để gọi được luôn, mà nhà cách chỉ có bốn mấy 50 cây số à, mà tới nỗi mà không có hay được mà em mình lại qua đời như vậy nữa. Cho nên là không có về trong cái ngày cuối cùng mà để đưa tiễn em mình ra mà chỗ mà để hỏa táng của chú anh chị. Vậy mà cô chú anh chị mình xem cái video từ từ cùng em để biết thêm chi tiết của chú anh chị. Thưa chú anh chị, thì hiện giờ là tới giờ là đưa bé đi mà để mà hỏa táng của chú anh chị. Thì ở đây để em xin phép được quay qua cho cô chú anh chị mình xem qua màn ảnh nhỏ. Hiện giờ các sư thầy lại để mà bắt đầu là tụng kinh, là đưa em đi ga xe để mà bắt đầu lại chùa của chú anh chị. Thì bà con và các anh em YouTuber về cũng rất là đông để chia sẻ lên cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Qua sự chia sẻ của gia đình như clip trước thì em cũng có đưa lên, thì cô chú anh chị một phần nào cũng đã nắm được về cái nội dung của cái đám tang ngày hôm nay. Thì có cô bác nào chưa có xem qua thì em xin phép được nói lại sơ lược tí xíu để cho cô bác nào mới xem thì hiểu rõ về cái nội dung ngày hôm nay, nội dung của video này. Thì thưa cô chú anh chị, đứa bé gái là tới buổi trưa là đi mua ủa đi mò cá lậu kiến, rồi xong cái là mấy luộc sả ăn xong rồi cái đầu một số trứng của chú anh chị, trứng cá lậu kiến nè, trứng vịt nè, rồi mì cua mà nó mì gói của chú anh chị, và sữa sữa bắt đầu trộn chung với nhau rồi em mới chiên. Sau khi em chiên xong thì em ăn được một hai miếng thì bắt đầu là em bị tím người luôn. Tím người thì mẹ mới đưa ra bệnh viện thì trong lúc đầu thì nói bé đã qua nguy cơn, là người nhà nói thôi nha cô chú anh chị. Khi nó qua rồi thì bắt đầu mấy mẹ mới chạy về tắm rửa đang chuẩn bị ra nuôi con, thì khi về tới nhà chưa kịp tắm thì người trong gia đình điện báo là nói là bé đã qua đời. Thì đó là cái câu chuyện mà cái đám tang của bé Thu ngày hôm nay là như vậy đó cô chú anh chị. Thì cái hoàn cảnh của gia đình thì cũng rất là khổ, em có quay cái clip trước rồi cô chú anh chị cũng đã thấy rồi, xem qua rồi. Thì gia đình là tới chín người là 7 người con, hai vợ chồng và một mẹ già nữa cô chú anh chị, mà ở trong một cái ngôi chòi nhỏ như thế này cô chú anh chị, rất là nhỏ luôn. Ở trên đó trong cái nhà, cái ngôi chòi này đó là chiều dài tổng khoảng cỡ 6 mét mà trong đó có 3 cụ vạc là đã hết luôn. Thì bây giờ đây để quay cô chú anh chị xem. Đây là các em của các bé của bà em Thu của chú anh chị, mấy đứa em gái nhỏ nhỏ gì không đó, nhà tới là bảy người con. Tội nghiệp bé này bưng cái ly hương của một người chị, của chú anh chị thấy rất là nhỏ, nhà rất là khổ luôn của chú anh chị. Quay cái màn hình ngang rồi, cắt quay lại đi, nó ngang rồi đó, quay là quay đứng. Chú anh chị thấy ngôi nhà bên đó thôi chú anh chị. Nhà nhỏ. Còn đây là mẹ của em Thu. Đây là các con. Con nhỏ
bờ vậy rất là đông luôn chú anh chị, mấy chục cân. Từ từ. Rồi bây giờ là cổ áo quan của em Thu đã được di chuyển vào làng ghe của chú anh chị. Bé nhỏ quá trời của chú anh chị ơi, bừng cái tấm... có cái nón gì che tấm hình nó lại à? Không có nón dù gì trơn để che tấm hình của bé lại trơn trời. Bây giờ là đã đưa em ra ngoài xe của chú anh chị. Trời ơi, đạp liên khúc đạp luôn chứ mới che. Đây của chú anh chị ơi, quá đông luôn của chú anh chị. Đây rất là tội luôn. Chỉ vì không biết là do ăn cái con cá thâu kiến đó hay là một cái vấn đề nào đó thì mình cũng không có xác định được. Nhưng mà sự ra đi của em thì quá đột ngột, đối với gia đình rất là đau khổ. Di chuyển ra nhà quả táng là tại chùa đây không có chú chị gần cái bên này. Hiện nay là cha của đứa bé chưa về kịp với chú anh chị, hiện nay anh còn đang ở ngoài biển khơi ngoài với chú anh chị. Đầu khi hay thông tin là con mình đã qua đời vậy là anh đã bắt đầu vào trong nhưng mà về không kịp của chú anh chị, từ ngoài biển mà chạy vô đây á, vô đất liền là tới mấy ngày là của chú anh chị. Nên là hiện nay là cha cũng chưa có về kịp. Khi mà bé Thu này qua đời là trong gia đình ở trong nhà của chú anh chị là người mẹ là móc trong túi ra là nói là không có 1.000, không có ngàn nào hết, trong gia đình là không còn 1.000, đi vô trong để mà mua mà lấy đường bột ngọt mắm mà để nấu mà để mà cái mâm cơm chay mà để cúng cho em đó là không còn đường bột ngọt gì mà để nấu hết trơn, là không, coi như là không có cái miếng gì mà để niêm nếm được hết trơn, rồi không còn một hộp gạo nào mà để nấu cơm luôn nữa, là cái gia đình nó hoàn cảnh nó khó khăn tới cỡ đó đó cô chú anh chị, rất là khổ. Bây giờ em đang là bổ đi, là bổ chúng đi, là bổ đi đâu đấy. Chị ơi cho em chạy qua trước được không chị? Chạy tôi đi với coi. Bỏ người sao nữa kìa, để con chạy đi quay.
chị giờ em đang chạy theo không? Từ nhà của em mà chuyển ra chùa của chú anh chị kế bên rồi chú anh chị, mình đi bộ cũng được nữa, cỡ 200 thước giờ chú anh chị. Đây là đoàn xe từ thiện của chú anh chị bên chùa đó. Cảnh rất là khó khăn chú anh chị ơi, đỡ cái lưới lên đó. Rồi rồi, ok, nó qua được rồi đó. Tới giờ mà cha của bé chưa về đó, thưa chú anh chị. Sự nghiệp anh quá trời luôn, con qua đời mà từ ở ngoài biển khơi mà chạy về không được. Anh coi như là bây giờ là coi như là mất ăn mất ngủ luôn rồi. Đâu có ngờ rằng là như vậy đó, thưa chú anh chị. Không biết nguyên nhân là do là ăn cá bị hay là do em nó có một cái chứng bệnh gì nó đột ngột bất tử thì mình cũng chưa có biết, nhưng mà thấy em nó qua đời như vậy thì bà con cũng như tất cả các anh em trên YouTube cũng về rất đông, thì cũng có một phần nào đó gọi là hỗ trợ và cũng chia buồn với gia đình. Nói chung là sửa ấm lại cho em phần nào. Đây là người em nữa đó cô chú anh chị, em có biết hung nữa đó, chạy theo người chị mình suốt luôn đó cô chú anh chị. Chị thấy không? Chạy theo kêu chị ơi kìa, thấy tội nghiệp không? Nó chạy theo chị đó, chạy theo chị thứ tư hay thứ năm em cũng quên, là nhà tới 7 người người con. Từ nhà lại tới đây cỡ 150 thước vừa rồi chú anh chị, thì bé Thu được mà quả táng tại chùa này, em cũng chưa biết tên chùa là tên gì nữa, thì nghe chú mình sẽ quay đi trong chùa.
sao người mẹ khóc lên khóc xuống. Tới chùa của chú anh chị ơi, chú anh chị thấy người mẹ khóc lên khóc xuống đưa tiễn con gái mình đi. Đang chạy lần lần vào chỗ mà quả táo chúng chị vào lò thiêu. Đau lòng. Hoàn cảnh thật sự là khó khăn lắm của chú anh chị. Chú anh chị cũng đã xem qua cái clip trước thì em cũng đã đưa lên hoàn cảnh gia đình thì tới 9 người mà chỉ có một người là thu nhập trong gia đình để nuôi 9 người. Là người cái người mà là mà làm ra tiền đó là nó là 10 người đó nghe các chú. Tới chỗ rồi các chú các chị. Mình quẹo qua bên đó là tới chỗ quả táng. Đi đường này nha. Đây cũng đã tới chỗ quả táo rồi các chú anh chị ơi. Từ nhà ở đây thì chắc cũng khoảng cỡ 150-200 mét của chú anh chị. Đã đến nơi. Chị ngồi đi, chị kiếm chỗ.
Đầu giờ quay lại chú chị. Rồi. Bên đây cháu tôi ở chùa, qua chùa tới rồi. Cảm ơn chung hết gia đình anh rồi. Chúc mấy anh làm ăn tốt đẹp rồi. Ok, tôi xin cảm ơn anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của chú anh chị thì giờ này cũng đang chuẩn bị mà đưa em Thu vào trong bên mà lò hỏa táng của chú anh chị. Các sư thầy rồi cũng đã tụng cho một thời kinh. Rồi đây là cũng thời gian mà bắt đầu đưa em vào trong lò luôn cô chú anh chị. Giai đoạn này là đưa em vào lò luôn rồi cô chú anh chị. Xong một kiếp người rồi cô chú anh chị ơi. Xong cô chú anh chị giờ mua Phật thầy sư thầy châm dầu luôn nữa là bắt đầu là châm lửa chú anh chị. Bên kia là ông anh cũng đang bắt đầu là châm lửa. Đốt nhang lên xong rồi cúng giấy thì một cái nữa thảy nhang vô trong rồi bắt đầu là châm lửa của chú anh chị. Cô vừa là bé Thu nhập vô người đó hả? Ghê vậy? Vô nó kêu nhỏ này thì trai em á. Dạ. Kêu nhỏ này đi vô gặp mặt nó lần cuối đi. Dạ. Rồi nó nói với tôi hồi nãy tôi nói hơi con yêu đừng có vô. Vô là bà là bị nhập vô. Nhỏ đương theo nó nói đi kêu, gặp mặt nó lần cuối đi. Dạ dạ. Rồi tôi nói con yêu đừng có vô, nó nói nhỏ nó vô nhập nó vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ là nhập vô hay gì mà sao xỉu lên chứ xuống như vậy? Nhập vô xỉu rồi đó. Dạ. Nói con yếu đừng có vô con. Nó thằng nó nhỏ này. Dạ. Bà con của nó đó. Dạ. Trời ơi. Hết người này tới người kia, hết người kia tới người nhỏ. Trời. Dạ. Vậy là yếu chung mình là mình không có được vô hết cô? Vô là bị nhập liền hết hả ngộ đó. Kêu nó vô
vô kệ. Dạ. Vừa nói xong rồi nó xỉu. Trời ơi, thấy hoàn cảnh này tôi không từng thấy, hồi nào tới giờ tôi không có từng thấy hoàn cảnh thế này đâu thiệt á. Dạ. Mới có thấy hoàn cảnh này đó. Thấy tội nghiệp mẹ nhỏ theo này, tội nghiệp nó chứ nó con đông. Dạ. Nhà mà về tới 7 người con mà mới 40 mấy tuổi, 7 đứa. 3 tuổi. 3 tuổi mà tới 7 đứa con thêm ngang ngang. 4 đứa cháu rồi đó. Rồi thêm 4 đứa cháu. Mà ở trong gia đình đó luôn á con. Con nhỏ thứ hai lấy chồng rồi nó mới sanh, gọi điện nó không có hay. Dạ. Nó mới sanh nó lấy chồng ở bên chồng á, đâu có hay đâu, không có hai em nữa. Dạ, thì con cảm ơn cô con. Thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị thầy cũng đã thấy sự chia sẻ mà của một người cô hồi nãy vừa nói qua. Thì cái đứa bé mà qua đời là bé Thu của cô chú anh chị, là đã nhập vào trong cái một đứa em, nhập vào trong một đứa em là kêu lại đây để mà xem tôi lần cuối đi. Thì cái người em đó ta tính lợi, nhưng mà người nhà nó thôi con yếu trung mình quá, con đừng có lợi, con lợi là có thể là bị nhập đó. Thì đứa bé đó mới nhập vô kêu đi lại, kiểu như là bắt buộc phải lại xem tao lần cuối đó, kiểu như bạn bè anh em thân thiết không chú anh chị em thân thiết đó. Đây là lần đầu tiên mà em cũng quay về cái giai đoạn mà bị nhập như thế này rồi chú anh chị. Mà lúc đầu làm mới ghê, nhưng mà em thấy vậy thôi, chỉ quay sơ lược ngang đoạn đường từ xa để em xin phép hỏi cô chỗ này. Thì em cũng xin mời cô chú anh chị mình đi lại cái chỗ quả thác này cô chú anh chị, lại là ngay chân cái chỗ có lò thiêu á. Thưa cô chú anh chị, thì sự việc cắt clip trước em đăng thì đây là cái đoạn video cuối cùng mà em thu đã được đưa vào trong lò thiêu. Thì bây giờ cái là em cũng xin nói lại cho cô chú anh chị mình hiểu thêm về cái sự việc của em thu. Không phải gì mà do ăn cá lẩu kiến mà trở nên như vậy cô chú anh chị. Chắc có lẽ là do em có bệnh trước trung mình, hay là tại sao, hay là do cái vấn đề mà bị đột quỵ gì đó. Chứ còn nếu mà ăn cá lẩu kiến mà để em qua đời như vậy thì em thì chắc có lẽ chết lúc năm 10 tuổi tới giờ rồi, chứ không phải để tới giờ gần 40 tuổi đâu. Em là ở gần U Minh Thượng cô chú anh chị, cá lẩu kiến rất là nhiều luôn. Lớp nào cá rồi trứng nữa nó đẻ theo cách hang đó cô chú anh chị, ở dưới mà sông á, rồi nó làm hang mà nó không phải làm hang cặp mé đâu nghe, nó làm hang ở dưới đáy sông á, là em thường hay đi mò trứng để ăn luôn, bình thường không có gì hết. Thì bởi vì cái vấn đề này do là có lẽ là em đã chế biến đủ thứ các loại hết trơn. Thì ở clip trước thì có nói sơ qua là thứ nhất là em đã bỏ mì, thứ hai nữa là sữa, rồi trứng vịt, rồi trứng cá lẩu kiến, thì em trộn chung nhau em chiên. Thì đó, thì cho nên là lúc em ăn thì em đã xảy ra tình trạng giống như vậy. Thì bây giờ em cũng không có biết là do cái nguyên nhân là do cái gì, nhưng mà em bảo đảm với cô chú anh chị là không phải là do bị cá lẩu kiến mà em đã qua đời. Không có con cá lẩu kiến nào mà ăn mà bị gì hết trơn cô chú anh chị. Hàng trăm hàng ngàn người mình ăn là có ai bị gì đâu, mà tại do vấn đề này là do em đã chế biến một cách nào đó nó không hợp lý, hay là nó gây nhiều thứ trộn lấy nhau nó thành ra một cái chất độc cái gì đó em cũng không biết. Như phần nữa mẹ chia sẻ, mẹ của em Thu chia sẻ là trước mấy ngày trước là chung mình em đã hơi yếu rồi nữa, rồi cộng cái thứ hai nó là do em chầm dưới nước và đi mò cá lẩu kiến đó. Tại vì bắt cá lẩu kiến là mình phải mò bắt, thì cho nên là chắc em có sự trúng gió trước, rồi cộng thêm cái nữa là do cái món đồ ăn của em chế biến nó không có được hợp với nhau hay sao đó, cho nên mới xảy ra cái tình trạng em phải qua đời tại chỗ. Thì thôi giờ em cũng xin kết thúc bây giờ tại đây. Em chúc cô chú anh chị xem video em thật nhiều sức khỏe và làm ăn thành công trong cuộc sống. Em xin tạm dừng bây giờ tại đây cô chú anh chị.